Người mới chơi thì sẽ cần phải học những kỹ năng gì? Đầu tiên thì các bạn cần phải học cách cầm vật đúng cách. Đầu tiên thì các bạn xòe tay ra và các bạn đặt vào chỗ khớp nói chữ T này. Các bạn bắt đầu kéo xuống phần cán vợt. Những ngón tay còn lại của các bạn thì sẽ ôm vào phần cán vợt này. Thoải mái, nhẹ nhàng thôi, cầm thoải mái, nhẹ nhàng. Còn về phần trái tay thì các bạn chỉ cần tùy ngón cái và chỗ cạnh vuông lớn là được rồi đó. Thứ hai, đó chính là cảm giác cầu. Đó chính là bài tập tăng cầu. Ở trong cái bài tập này thì các bạn sẽ áp dụng cái kỹ thuật cầm trái tay và cầm thuận tay để các bạn tăng được nhiều quả cầu thì càng tốt. Đây là hai kỹ năng cơ bản mà mình nghĩ người mới chơi cần nên học nha. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ kỹ năng nào sẽ là quan trọng đối với người mới chơi? Comment cho mình biết nha. Okay.